Và ok, hello, chào toàn thể anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của tôi, và tôi là Đạt đây. Thì video này là một trong những cái video mà hổm giờ có rất là nhiều bạn yêu cầu tôi làm luôn. Đó là hãy làm về cái clip Phà Lu Su dành cho cái tựa game Goblox VNG nha mọi người. Và cũng như là anh ơi, anh hãy ra cái video nói về cái clip dành cho cái tựa game Goblox VNG đi. Đó, thì nói chung là như mọi người có thể biết thì cái tựa game Goblox VNG chúng ta thì nó đã tiến hành, nó có mặt ở thị trường Việt Nam đâu đó là khoảng vài ngày này rồi. Và cũng như bây giờ là đâu đó là đã có khoảng 1 triệu được tải từ cái Goblox VNG này rồi. Và có rất là nhiều bạn đã chuyển sang cái Goblox VNG này. Chính vì thế là mấy bạn ấy là không có thể nào mà sử dụng được những cái clip dành cho phiên bản quốc tế nữa. Và có rất là nhiều bạn kêu tôi là hổm giờ hãy làm một cái video nói về Roblox VNG đi. Thì cuối cùng là ngày này đã tới rồi. Thì trong video ngày hôm nay là tôi dám khẳng định luôn là cái cách mà tôi hướng dẫn cho tất cả mọi người sắp tới đây là cái cách real hoàn toàn 100%. Thì chính vì thế là nó sẽ không có lừa đảo hay là cái gì đâu. Đó, và tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để có thể là cài đặt cái phiên bản Bluetooth dành cho cái tựa game Goblox VNG luôn nha anh em. Đó, thì khi mà anh em cài đặt cái phiên bản này vào thì những anh em nào mà đang sử dụng cái tựa game Goblox VNG là đã có thể sử dụng menu farm, sử dụng được sầu riết rồi ha. Rồi, và ở đây thì tôi đang trong cái clean Flusu VNG đây. Đó, và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách để có thể là cài đặt từ A đến Z cái Flusu VNG này nha. Và anh em nhớ làm theo tất cả các bước để có thể là cài đặt được cái Flusu VNG nha anh em. Đó, và nói chung là cái cách cài đặt của Flusu VNG này thì nó sẽ có hai bước đó. Thì nói chung là cái bước của nó thì nó sẽ nhiều hơn cái phiên bản quốc tế thôi, nhưng mà cài cũng rất là dễ. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn mấy ông ha. Ok, let's go. Và ok anh em ơi, thì như trên màn hình anh em có thể thấy là hiện tại là tôi đã tiến hành tôi thoát ra ngoài để tôi hướng dẫn cho anh em rồi ha. Rồi thì trước tiên để có thể mà hướng dẫn cho anh em thì bây giờ thì tôi sẽ test trên cái ạc cho mọi người xem ha. Rồi đầu tiên thì bây giờ thì tôi sẽ vào trong cái Roblox quốc tế nè. Đây thì ở đây là tôi đã chuẩn bị sẵn hai cái rồi, một cái là Roblox VNG và một cái là Roblox quốc tế ha, để cho mọi người biết là cái ạc mà tôi làm trong video này là nó sẽ là cái ạc mà bên Roblox VNG nha mọi người. Đấy, mất công thì tí là mọi người lại bảo tôi là lừa mọi người đâu cái thứ. Rồi bây giờ thì chắc chắn là khi mà mọi người biết là khi mà mọi người đăng nhập cái tài khoản của mọi người vào trong cái Roblox VNG ấy, thì mọi người sẽ không thể nào mà mọi người quay về cái phiên bản quốc tế được. Chính vì thế thì bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tôi đăng nhập vào trong cái tài khoản VNG cho mọi người xem nè. Đây thì bây giờ tôi mở cái Roblox lên nè. Và rồi ok mọi người ơi, thì đối với lại cái Roblox VNG thì khi mà mọi người vào thì nó sẽ hiện lên cái bảng 12 cộng như thế này. Thì cái này là Roblox VNG ha. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đăng nhập cái tài khoản Roblox VNG của tôi vào cho mọi người xem. Rồi ở đây tôi đã đăng nhập cái tài khoản của tôi vào rồi nè. Bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tôi nhấn đăng nhập nè. Rồi thì sau khi mà mọi người nhấn đăng nhập trong xong cái Roblox VNG thì mọi người có thể biết rồi là nó sẽ vào trong cái tựa game Roblox như bình thường thôi. Nhưng mà khác một cái thì nó sẽ không có thể nào mà quay trở về cái Roblox quốc tế được. Đây bây giờ tôi thấy cái Roblox VNG ra nè, tôi vào trong cái Roblox quốc tế nè. Đó. Rồi thì ở đây tôi vào tôi test cho anh em xem ha, để coi coi là cái app đó là còn đăng nhập được cái Roblox quốc tế hay không. Đấy mất công anh em lại không tin tôi. Rồi thì đối với lại cái Roblox quốc tế thì khi mà anh em vào thì nó sẽ không có hiện cái 12 cộng nha anh em. Thì đây là cái phiên bản Roblox quốc tế này. Rồi bây giờ thì tôi đăng nhập cái tài khoản của tôi vào ha. Tôi sẽ đăng nhập cái tài khoản hồi nãy luôn. Rồi tôi nhấn đăng nhập nè. Rồi thì sau khi mà tôi nhấn đăng nhập xong thì mọi người đợi một tí nè. Đây tôi sẽ cho mọi người xem ha. Đây mọi người đợi một tí, thì đối với lại khi mà mọi người đăng nhập trong cái phiên bản VNG rồi mà mọi người qua bản quốc tế mọi người đăng nhập thì nó sẽ bảo là đã có ứng dụng mới và nó sẽ không cho mọi người đăng nhập ở cái phiên bản quốc tế nữa. Rồi bây giờ thì để có thể mà sử dụng được cái clean Flusu phiên bản VNG ấy, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách để có thể là cài đặt được cái clean Flusu VNG đó ha. Rồi thì như mọi người có thể thấy đó, thì vừa rồi là tôi đã test cho mọi người trên cái app của tôi là khi mà mọi người đăng nhập ở cái Roblox VNG xong rồi đúng không, mà mọi người chuyển sang mọi người đăng nhập ở cái Roblox quốc tế thì nó sẽ không cho mọi người đăng nhập nữa. Đó thì chính vì thế bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tôi cài cái Flusu, rồi sau đó tôi sẽ tiến hành tôi đăng nhập cái tài khoản vừa rồi vào cho mọi người xem ha. Rồi thì đầu tiên để có thể mà cài đặt được cái phiên bản Flusu VNG này thì mọi người sẽ xóa cái Roblox hiện tại trên máy mọi người để giúp tôi ha. Đó thì nếu mà bạn nào mà đang có cái Roblox VNG thì mấy bạn xóa đi. Đây ở đây có Roblox VNG thì mấy bạn xóa đi cho tôi ha. Rồi tiếp theo là những anh em nào mà đang có cái Roblox bình thường trên máy thì anh em cũng xóa đi cho tôi luôn. Rồi sau khi mà xóa xong rồi thì bước bây giờ là anh em sẽ kéo xuống phần bình luận game của tôi để anh em tải hai file về giúp tôi ha. Thì hai cái file này là bây giờ thì tôi sẽ mở hai cái file lên cho anh em xem. Rồi sau khi mà anh em tải hai cái file này về rồi thì anh em sẽ tải thêm một cái phần mềm đó là Set Archiver. Thì cái phần mềm Set Archiver này thì anh em có thể là tải trong cái cửa hàng Set Play ha. Rồi tải xong rồi thì anh em mở cái Set Archiver lên cho tôi. Rồi sau khi mở lên xong thì đây là cái giao diện của nó nè. Ở đây thì mọi người tìm cái thư mục là download cho tôi ha. Rồi tại vì khi mà anh em tải hai cái file về thì nó sẽ nằm trong cái thư mục download ở đây nè. Rồi thì hai cái file mà tôi cần mọi người tải đó là cái file đầu tiên là file Flusu VNG, cái file thứ hai là file Roblox VNG login nha anh em. Đó thì nói chung là anh em nhớ là bắt buộc là anh em phải tải hai cái file này về thì anh em mới sử dụng được cái Flusu trong cái phiên bản VNG nha anh em. Rồi bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cách để anh em có thể cài đặt ha. Thì cái cách này thì anh em nhớ là anh em phải làm theo từng bước thì anh em mới có thể cài được nha anh em. Rồi đầu tiên thì anh em sẽ tiến hành anh em cài cái file là Flusu VNG cho tôi. Đây ở đây anh em nhấn vào nè. Rồi anh em chọn giúp tôi là cái phần là cài đặt giúp tôi ha. Đây anh em nhấn vào anh em chọn cái phần là cài đặt này. Rồi sau khi chọn cài đặt thì nó hiện lên như thế này. Bây giờ thì anh em nhấn vào cái chữ là cài đặt cho tôi.
Rồi sau khi mà anh em nhấn vào cái chữ cài đặt xong á thì anh em đợi cho nó cài đặt ha. Rồi nó cài xong rồi thì bây giờ anh em nhấn vào chữ xong rồi anh em quay về cái màn hình chính của anh em. Thì ở ngoài cái màn hình của anh em nó sẽ xuất hiện một cái tên là Roblox 1 như thế này. Rồi bây giờ thì anh em sẽ mở cái Roblox 1 này lên cho tôi. Rồi thì sau khi mà anh em mở cái Roblox 1 lên xong á thì ở đây á thì anh em sẽ tiến hành anh em đợi cho nó vào trong cái giao diện đăng nhập như thế này nha. Đó anh em đợi cho nó load vào trong cái giao diện đăng nhập như thế này. Thì sau khi mà nó đã load vào xong cái giao diện đăng nhập như thế này rồi á thì bây giờ anh em sẽ tiến hành anh em thoát ra. Đó anh em quay trở về. Anh em vào lại trong cái Zai server. Đó. Rồi sau đó anh em sẽ tiến hành anh em cài đè cái Roblox VNG login lên cho tôi. Đó, anh em sẽ tiến hành anh em cài đè lên luôn ha. Anh em nhấn vào cái Roblox VNG này. Rồi sau đó anh em nhấn là cài đặt này. Rồi ở đây thì nó hiện lên như thế này đúng không? Bây giờ anh em nhấn vào cái chữ là cài đặt cho tôi. Đó, thì lập tức là nó sẽ cài đè cái Roblox VNG này lên cái Roblox 1 hồi nãy luôn. Rồi sau khi mà cài đè xong rồi á, anh em nhấn chữ xong này rồi anh em quay trở về. Thì ở ngoài cái màn hình của anh em á, cái Roblox 1 hồi nãy á là nó sẽ tiến hành nó biến thành cái Roblox VNG nha. Do là anh em mới vừa cài đè cái Roblox VNG lên. Đó anh em thấy không? Rồi bây giờ thì việc của anh em á là sẽ mở cái Roblox VNG này lên để anh em đăng nhập cái tài khoản VNG của anh em vào. Rồi đây nha anh em, thì đó là cái Roblox VNG á, thì khi mà anh em vào á thì nó sẽ có cái 12 cộng như thế này nè. Đó thì cái này là để phân biệt là cho anh em về cái Roblox VNG với lại là Roblox quốc tế ha. Rồi bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tôi đăng nhập cái tài khoản Roblox VNG của tôi vào, nhấn vào đăng nhập này rồi đăng nhập tài khoản vào thôi. Và rồi ok anh em ơi, thì đây là cái tài khoản Roblox VNG của tôi ha. Đó thì cái tài khoản này lúc đầu là tôi đã test cho mọi người rồi á, là nó đã đăng nhập qua cái VNG rồi thì nó sẽ đăng nhập lại quốc tế không có được. Đó thì bây giờ thì tôi sẽ đăng nhập vào trong cái Roblox VNG nè. Rồi ở đây nhấn đăng nhập ha. Rồi sau khi đăng nhập xong thì mọi người đợi một tí cho tiến hành nó đăng nhập vào trong cái Roblox VNG nè. Rồi thì sau khi mà nó vào như thế này rồi nè, đó thì bây giờ mọi người có thể thấy nè là hiện tại là tôi đang trong cái Roblox VNG rồi. Thì tới cái bước này á là coi như là mọi người đã hoàn thành là khoảng 80% rồi. Rồi bây giờ á sau khi mà đăng nhập vào rồi đúng không, mọi người sẽ tiến hành mọi người thoát ra, mọi người vào trong cái Zai server lại. Rồi và bây giờ á là cái bước cuối cùng là mọi người sẽ tiến hành mọi người cài cái Fluxu VNG đè lên cái Roblox VNG thêm một lần nữa giúp tôi ha. Đó bây giờ á thì mọi người sẽ tiến hành mọi người cài cái Fluxu VNG này đè lên cho tôi. Rồi nhấn vào rồi nhấn cài đặt nè. Rồi sau đó nhấn cài đặt. Đấy thì lập tức á là nó sẽ tiến hành nó cài đặt cái Fluxu lên cái Roblox VNG cho mọi người nè. Bây giờ thì mọi người thấy ra ngoài thì cái Roblox VNG của mọi người là nó sẽ chuyển thành cái Roblox 1 như thế này đúng không? Bây giờ á thì mọi người mở cái Roblox 1 lên. Đó. Thì mặc dù á là mọi người mở cái Roblox 1 lên nhưng mà ở trong á là nó vẫn là cái tài khoản Roblox VNG của mọi người. Đây bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem nè. Đó mọi người thấy không? Cái tài khoản Tấn Đạt 240 nè. Đấy thì đối với là cách này á thì khi mà mọi người vào á thì nó vẫn hiện lên cái bảng như thế này. Đó nó hiện lên cái bảng nó yêu cầu mọi người á là hãy tải cái Roblox VNG về, nhưng mà thật sự á là mọi người đã đang trong cái tài khoản Roblox VNG rồi. Đây cái tài khoản Tấn Đạt 240 nè. Đó thì khi mà mọi người làm cái cách mà nãy giờ tôi chỉ á là mọi người sẽ tiến hành mọi người cài đặt được cái Fluxu vào trong cái Roblox VNG ha. Rồi thì như mọi người thấy nè là cái tài khoản Tấn Đạt 240 là cái tài khoản mà hồi nãy là tôi đã đăng nhập trong cái Roblox VNG ấy, thì bây giờ á là nó đã tiến hành nó được đăng nhập vào trong cái Fluxu rồi nha anh em. Đó rồi thì bây giờ á là tôi sẽ vào trong game cho anh em xem nè. Đây bây giờ thì tôi sẽ vào trong game cho anh em xem. Thì khi mà vào game á là chúng ta sẽ có cái phiên bản Fluxu luôn nha anh em, và nó sẽ sử dụng được cho cái tài khoản mà đã đăng nhập trên cái Roblox VNG luôn. Đó mọi người thấy không? Đây vào được bên trong hoàn toàn 100% ha. Đó và mọi người đợi một tí là nó hiện lên Fluxu cho mọi người dùng luôn. Đó và mọi người hay thấy nè là cái tên của cái tài khoản của tôi á là tên Tấn Đạt 240 nha anh em. Đó mặc dù á là đây là tài khoản đã đăng nhập qua cái Roblox VNG rồi nhưng mà vẫn có thể sử dụng được Fluxu. Đó rất là ngon nha anh em. Rồi thì như thế là coi như là đối với là cách này á thì những anh em nào á mà đang đăng nhập cái tài khoản Roblox VNG ấy thì bây giờ là anh em đã có thể sử dụng được Fluxu bằng cái cách mà nãy giờ tôi hướng dẫn rồi ha. Anh em làm theo thì chắc chắn là anh em sẽ tiến hành anh em cài được cái Fluxu dành cho cái VNG nha anh em. Đó tới đây á thì bây giờ anh em chỉ việc là gắt cây này rồi sau đó anh em vào anh em sử dụng thôi. Đó thì nói chung video này tôi quay nhanh để cho anh em sử dụng, thì chính vì thế anh em thấy video này hay nhớ like giúp tôi ha. Và tất cả những cái file mà nãy giờ tôi hướng dẫn trong video này đều để dưới phần luận game cho anh em. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em rất là nhiều và chúc anh em làm thành công nha. Bye bye.